Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Phật, thì hôm nay cũng có nhân duyên lành và Phật Pháp, mà cũng là ngày 24 tháng 2, thì tôi lại tiếp tục bài giảng hôm trước, hôm 21 của chúng ta. Thì quý vị đã biết rồi, như cô thuyết trình viên có nói hồi nãy đó, thì trong cuộc đời đó chỉ có pháp lý là cao thượng hơn hết. Trong bố thí có ba cái: một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô quý thí. Quý vị phải hiểu tài thí là bố thí tiền bạc, tài năng của mình giúp ích cho đời. Vô quý thí là bố thí cái sanh mạng của mình, khi nước ngập, nước trôi, lửa cháy, mình nhảy vào cứu người ta, không được thì mình phải chết theo. Thành ra mình thấy những cái vô quý thí rất là quan trọng. Nhưng mà thật ra tài thí vô quý không bằng một phần tỷ tỷ của pháp thí. Tại sao vậy? Tại vì tài thí có thể giúp người ta một tháng, một năm, suốt cuộc đời, rồi người ta cũng chết thôi. Chết rồi tiếp tục luân hồi tái sanh. Còn vô quý thí cũng vậy, cứu người ta cứu mạng sống trong một kiếp này, rồi người chết đi là tiếp tục tái sanh nữa. Nó cứ dông trong cái vòng luẩn quẩn mãi. Còn pháp thí mà thiết theo chánh pháp đó, tức là phải chỉ người ta cái bất tử, tức là niết bàn, mà nơi đó là chấm dứt hẳn vấn đề lang thang trong vô lượng kiếp. Mà muốn đạt cái đó thì Phật tử phải chịu khó đấy. Thì tôi đã hôm trước tôi có nhắc rồi, 62 tôn giáo bạn chỉ tu theo lẩn quẩn thôi, tu theo người trời. Thái tử Siddhartha không vừa ý, mới tự mình đi tìm con đường Niết Bàn. Và sau 49 ngày ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, thì đêm 49 ngày Ngài đắc quả. Từ đó mới có đạo Phật. Thì Ngài muốn không đi giáo hóa, vì Ngài nói cái Niết Bàn, cái Phật tánh, cái bất tử ở ngay trong xác thân này. Nhưng mà chúng sanh vì cái thói quen lười, thành ra không có chịu nhận lại, cứ tu theo pháp môn cải sửa, từ từ tiến hóa lai rai, nương nhờ vào pháp môn, vào bổn sư, tự mình không có ý chí để mà đạt đến. Thì cái tập khí là một cái khó khăn nhất. Thành ra ngày đầu tiên cái bài pháp của Ngài giảng đó là tứ diệu đế, bốn phần đau khổ. Mà đời đời kiếp kiếp thì cái tứ diệu đế này vẫn vậy thôi, tức là khổ, cuộc sống là khổ. Thì chúng ta thấy vô lượng cái khổ, nhất là thời buổi này: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, rồi thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ, ham muốn không được khổ. Và cái thứ tám là do có sắc thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức quá lắm khổ. Thành ra chúng ta không thể thoát khỏi cái khổ này. Thì người ta tưởng là đạo Phật là đạo chán đời, cái khổ là quá khổ rồi, mà Đức Phật còn phân tích quá rõ ràng cho chúng ta nhàm chán. Thật sự ra chúng ta không hiểu đạo Phật. Nó có bốn phần à. Khổ là do tập. Cái nguyên nhân chánh của khổ chính là tập. Mà chúng ta thường cái tập là cái thói quen, lặp đi lặp lại nhiều lần, thành ra nó ghiền, thành ra nó ngượng ngập, thành ra nó dính mắc. Tôi thích dùng chữ dính mắc. Mà trong cuộc sống chúng ta dính mắc đủ thứ, chúng ta thích đủ thứ. Mà thích cái đê tiện thì chúng ta lại giảng sanh đầu thai vào cõi đê tiện. Mà thích cái cao thượng thì đầu thai vào cõi cao thượng. Bỏ cái xiềng sắt, xiềng cây, chúng ta thích xiềng vàng, kim cương thì vẫn mang xiềng thôi. Cái chỗ đó là chỗ chỉ có Thái tử Siddhartha mới thấy được. Còn chúng ta là thích cái xiềng vàng, bởi vì nó quý. Xiềng kim cương nó quý, nó có giá trị. Thì đúng như vậy, nhưng mà nó vẫn là xiềng.
tức là vẫn trói cột chúng ta trong dòng đau khổ. Mà muốn chấm dứt cái xiềng đó thì không phải là đặt vấn đề, không phải là tìm cách giải quyết vấn đề, tìm cách cải sửa vấn đề. Cái đó là cái sai lầm từ vô lượng kiếp của chúng ta. Cũng như giờ thế giới đang chiến tranh, đang đau khổ, không biết ngày nào mà cái quả địa cầu này nổ này. Người ta tiên đoán là ngày 21 tháng 12 năm Nhâm Thìn này, sắp tới rồi. Có thật hay không? Nếu nói có là sai, mà nếu nói không có là trật. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Anh nói nhiều người Phật tử cứ sợ, mà đó là Phật tử mà không rành, chạy đi chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc, sợ chết. Rồi bây giờ thọ tam quy trì năm giới là khỏi chết. Hỏi bạch sư, con thọ giới duy sư là con khỏi chết không? Nó không có vấn đề đó. Thọ giới cũng chết mà không thọ giới cũng chết. Mới tới ngày đó là tận thế rồi mà con còn. Một mình cô còn, cô chịu không? Chúng ta nên nhớ cái đối với đạo Phật, vấn đề sống chết không quan trọng. Mà quan trọng ở vấn đề tiến hóa hay xa đọa. Mà tiến hóa Đức Phật cũng không chấp nhận. Tiến lên cái cõi trời, phi vi tưởng vô sở xứ, thì tương tự A-la-hán, tương tự Như Lai, Ngài cũng bác luôn. Cái đó là đồ dỗm, đồ nhái. Cuối cùng đưa tới A-la-hán là cái đạo quả cao siêu nhất, gánh nặng được đặt xuống. Từ đây không còn trở lại cõi đời này. Việc cần làm đã làm xong, tức là chấm dứt luân hồi sanh tử cho cá nhân mình. Mà Đức Phật còn không đồng ý. Phải chấm dứt luân hồi sanh tử cho toàn thể chúng sanh trong vũ trụ này. Từ đất đá, cỏ, cây, thú, người, trời, Phật đều thành Như Lai hết. Thì mình mới yên được. Thì đó là cái bổn nguyện của Như Lai. Thì thôi, tôi mới trở lại. Như nãy cô đã giới thiệu đó thì rất đúng. Chúng ta có hai món ăn. Món ăn về thể xác và chúng ta thích nhất, đó là sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ, và món ăn về tinh thần, tức là pháp lý. Chỉ có pháp lý thì chúng ta mới là chấm dứt đau khổ. Pháp lý là gì ha? Là cái bất sanh bất tử, là cái bất diệt. Thì trong cái ba nghiệp đó, chúng ta thấy là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì nghiệp nào nặng nhất ha? Thì ý nghiệp là nặng nhất. Ý nghiệp tức là cái món ăn về tinh thần đấy. Bây giờ chúng ta đang khổ thì không ăn tinh thần đó. Quý vị có thể nhịn đói 100 ngày uống nước không? Không chết. Mà quý vị đế tắc về cái ý nghiệp 2-3 phút thôi là quý vị chết liền. Biết bao nhiêu người nhà giàu nhảy lầu tự tử, có đầy đủ vật chất mà tại sao lại chết? Chết vì đau khổ về cái ý. Vợ ngoại tình, con cái, xì ke, ma túy, cuộc đời không có ý nghĩa gì hết. Cuối cùng họ chán đời, họ phải chết. Có những minh tinh màng bạc, giàu có mà phải tự tử. Cái hòm bằng bạc khóa oxy hết, không có hơi thở rồi tự tử chết. Thì chúng ta thấy tại sao vậy? Tại vì có món ăn tinh thần nó thiếu thốn. Đức Phật ra đời rồi đem lại món ăn giải thoát cho chúng ta, tức là đưa chúng ta tới Niết Bàn, chứ không đưa về cõi trời. Cõi trời là có từ lâu rồi. Thì tôi cứ trăn trở hoài cái vấn đề Niết Bàn. Từ ngày mà Ngài đắc quả rồi, thì cái kinh mà sư tử hống đó, tức là tiếng rống con sư tử, thì Ngài nói từ nay mới có tứ sa môn quả, tức là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, vô sanh la hán. Thì tôi không hiểu cái khác biệt giữa đạo Phật với đạo người trời như thế nào. Ngài chỉ giảng vậy thôi, Ngài nói rất là cô độc. Nhưng mà mỗi kinh Ngài có hé chút chút, mình coi rồi mình ráp lại, mình sẽ hiểu. Muốn hiểu được thì tất nhiên phải sống đời sống thiểu dục tri túc, tức là phải xuất gia,
không nhà, không cửa, không vợ, không chồng, không con, không tiền, không bạc. Thì cái đó là cái trung đạo về sắc thân, đó không phải là đạo Phật, mà đó là cái phương tiện thù thắng nhất để chúng ta mới đi tới cái giải thoát. Thành ra sau khi mà Ngài làm Thái tử, Ngài thấy quá sung sướng. Và khi mà tu khổ hạnh, nhịn đói ăn ngày hột mè tới chết, chết giấc, thì thấy hai cái thái cực và bất cập này không đưa tới giải thoát. Cuối cùng Ngài mới ra cái giới luật, đó là cái trung đạo. Thành ra tôi mới bắt với ông với bà trả năm điều ác không làm và năm điều lành phải làm. Đó là cái trung đạo về sắc thân. Mà nếu mà ông bà không thuộc rồi làm sao mà đi đến giải thoát? Thành ra tôi hơi khó. Thì rồi là tôi tính không đến nữa, thì mấy ông bà không chịu học bài. Mà tôi thì không phải là tôi bắt mấy ông bà ác ý để làm cái gì, ích lợi gì cho tôi. Nhưng mà mấy ông bà không giảng sanh là tôi phiền não đó, tôi nói thật. Tôi chưa phải là thánh. Tôi làm là tôi muốn đến đây để cho mấy ông bà thành Phật, thành Như Lai. Nhưng thời buổi này không thành Như Lai được. Bởi vì cái bất tử rất là khó. Chúng ta phải giữ ít nhất 10 giới, 250 giới. Mà bây giờ năm giới mà ông bà giữ còn không được, làm sao mà đi tới giải thoát? Không thể làm được. Mà không phải tôi mà chính Phật Thích Ca. Thì thấy cái thời mạt pháp này chúng sanh không thể thành Phật được. Mà cái mục đích của Ngài là muốn mọi người, cả cái trâu bò heo chó cũng thành Phật hết. Thành ra Ngài cuối cùng cái lòng từ bi của Ngài quá rộng lớn. Ngài nói thôi ta giới thiệu cái thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Các con chỉ người trời thôi. Thì các con có thể thành Như Lai. Thì cái đó chỉ có pháp môn tịnh độ mới dám nói vậy. Nếu mà nhất niệm thì sanh về cõi trời, tự lực mình. Bây giờ thêm cái tha lực là phát nguyện A Di Đà ơi tiếp dẫn con. Thì tự nhiên thành Như Lai. Về cực lạc giảng sanh gì đó thành Như Lai. Còn tạp niệm là không được, bên xứ cực lạc là không có bốn đường ác. Mình sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, mình ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh này về đó đâu có thỏa mãn được. Cũng như vào cái giáo hội ở nơi đó là không có cà phê, không có rượu trà, không có thuốc hút, không có nhớ cha mẹ vợ con gì hết, không có tiền bạc gì hết. Thì nếu vào giáo hội là chỉ có một mực đi thẳng. Thì quý vị bây giờ chỉ còn nhất niệm là thành Như Lai thì sướng quá rồi còn cái gì nữa. Mà nói dễ mà không phải dễ, quý vị phải thuộc lòng giới. Năm điều ác không làm, năm điều thiện phải làm. Mà phải giải thích cho rành, tôi chưa giải thích đâu. Cho quý vị học thuộc trước rồi tôi mới giảng sắc sanh là cái gì. Mỗi cái nó mỗi có một cái chi tiết khác nhau. Ví dụ sắc sanh của người trời là không giết người. Đó là một giới, ba giới. Rồi không giết loài thú lớn. Tức là heo, chó, gà, vịt. Chỉ còn ăn loài thú nhỏ, tôm, cua, cá, tép. Đó là năm giới. Rồi tới thú nhỏ cũng không ăn. Đó là tám giới. Trường chai tuyệt dục. Còn tới cây cổ thụ to cũng không đốn, đó là 10 giới. Rồi tới cỏ nhỏ không được nhổ, đó là 250 giới. Kêu là cụ túc giới. Tôi chưa giảng gì đâu. Bây giờ cho quý vị thấy cái quan trọng của cái giới luật. Cái đó là lớp mẫu giáo tôi. Thành ra năm giới, rồi cõi trời sắc giới là 8 giới, cõi trời vô sắc là 10 giới. Rồi tới A-la-hán đó. Tứ thánh là 250 giới. Cái Bồ Tát là 10 giới trọn 48 giới sinh. Rồi tới mấy vị mà đẳng giác Bồ Tát chỉ có một giới thôi. Rồi tới Như Lai là không có giới nào. Đó là tôi chưa giảng đâu. Nhưng để quý vị biết thuộc lòng cái đó. Rồi quý vị có phạm mới biết và mới cố gắng giữ được. Thì ít nhất tôi quý vị gặp nhau cũng phải 700-800 lần nữa. Thì chúng ta mới có thể đi sâu vào đâu Phật được. Nhưng mà có cái khái niệm để quý vị nghe pháp, quý vị có thể tự mình trạch pháp được. Và quý vị về phải ngồi thiền, phải sắp xếp thời khóa biểu. Quý vị thì muốn là chấm dứt đau khổ,
Thế mà cái gì khổ đau đến thì la trời, Phật ơi cứu con. Phật đâu có cứu mình được. Trên đời này không có ai cứu mình hết. Mình tưởng nơi giảng sanh về cực lạc là Phật Di Đà cứu mình. Không có vụ đó. Mình tưởng mình bị tai qua nạn cõi là cứ niệm Quan Âm, niệm chú Đại Bi thì tai qua nạn cõi. Không có vụ đó. Nhưng mà tại sao có sự nó linh ứng như tượng? Mỗi vị phải hiểu di thức cho rành. Đâu phải ai cũng linh, có người linh người không. Vậy là Phật Quan Âm A Di Đà tại sao có niệm niệm Phật mà giảng sanh? Chết là có xá lỗi à, trước khi chết tỉnh táo rồi biết Phật đến rước mình. Mà có người không được. Tại sao vậy? Thì chính ở quý vị hết 99%. Còn Phật Di Đà tiếp dẫn chỉ có 1%. Để mình cảm thì cha mẹ phải ứng nghiện, không có bao giờ bỏ đứa con. Rồi nếu mình không cảm, mình niệm lấy lệ, làm để mà trả nợ quỷ thần, thì làm sao nhớ sánh được. Niệm rồi nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ vợ, nhớ con, thì tạp niệm làm sao dẫn sánh. Thành ra phải nhất niệm. Mà nhất niệm là cái gì? Quý vị cũng chả biết gì hết. Quý vị có lấy cái lượng chứ không nắm cái Phật. Con niệm 1.000 câu, con niệm 10.000 câu, có người nói 100.000 câu. Có người nói con niệm 1 sâu, người nói 10 sâu, người nói 100 sâu. Có người nói niệm 6 chữ, người nói niệm 4 chữ. Có người nói niệm phải có chuỗi, người nói niệm không chuỗi. Trật lất hết. Do cái hiểu lầm này mà chúng ta lang thang hoài. Tôi hỏi niệm Phật bằng cái gì? Thì đa số ở thôn quê niệm Phật bằng miệng. Tôi nói chết rồi không có miệng niệm được không? Không, ấy họ lắc đầu. Không có miệng làm sao niệm chứ? Tôi ngồi đây tôi không cần miệng tôi niệm được không? Tôi vừa giảng pháp mà tôi tập trung vừa nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Mà tôi tắt thở liền. Hít vô không thở ra, tôi vẫn nhớ sánh với tôi. Niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Chứ không phải miệng bằng niệm. Niệm lớn tiếng cũng được, nhỏ tiếng cũng được. Muốn khỏi niệm cũng được. Có chuỗi cũng được, không chuỗi cũng được. 6 chữ cũng được, 4 chữ cũng được, khỏi chữ nào hết cũng được. Nhưng mà luôn luôn cái ý, tức là tư tưởng mình phải nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Cái này nó không có chết. Cái này nó mới giảng sanh. Chúng ta thường kêu là linh hồn. Cái thể xác thì phải chết. Mà cái linh hồn không bao giờ chết. Thế nên tôi thấy quý vị làm biếng quá. Hỏi không ai trả lời, không ai cố gắng gì. Tôi chán nản tính là bữa nay tôi không đến. Tôi bệnh nhiều quá. Về tôi bệnh, tôi nằm tới bữa nay tôi mới khỏe bữa nay. Đúng là tôi cũng không đi. Nhưng mà tôi nghĩ tới quý vị từ xa xôi giờ về tới đây. Sư cô nói không phải vậy đâu sư ơi. Kính sư quá không dám nói. Cái cô gì cô nói là họ nói được nhưng mà họ sợ. Chứ không phải là không có kỳ tới sư đến thì họ sẽ trả bài. Con sẽ nói giúp với họ, sách tấn họ cho họ trả. Tôi nghe sư cô nói vậy nó mới ngon, bà tha thiết lắm. Người ta ở các nơi, nhiều khi ở xa xôi, thành phố, ở các tỉnh khác, người ta ráng đến đây, người ta nghe, nghe đĩa sư người ta. Thích cái pháp sư nó giảng, nó sáng tỏ lắm. Rồi thôi, bữa nay tôi cũng ráng. Tôi về là tôi bệnh à. Giảng nó mệt mới chết, đâu có sướng gì. Nhưng mà tôi nghĩ tới vấn đề mà giảng sanh là thành Như Lai của mấy ông bà. Bây giờ tôi giảng tôi chết liền cũng được. Nếu mấy ông bà chịu tu. Còn không chịu thì tôi không muốn giảng. Thì nghe sư cô nói đây tha thiết lắm. Chứ không phải không, nhưng mà sợ. Thấy sư là chưa quen, không dám nói đến thân ngoài. Thì thôi tôi bữa nay cũng ráng lại. Thì như sư cô nãy giới thiệu. Chỉ có Pháp là trên hết. Pháp là thầy của chư Phật. Thầy có vô lượng chúng sanh. Mà Pháp là gì? Nó khó lắm. Pháp sát na, Pháp chu kỳ. Pháp chu kỳ là nhân quả, mấy ông bà biết rồi. Có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Pháp sát na là không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Pháp sát na là cái khó hiểu nhất.
Thành ra chúng ta có tất cả là bốn cách nhìn. Cái cách nhìn thứ nhất đó là thế giới của sống. Cái nhìn thứ nhì đó là thế giới của dòng nước. Cái nhìn thứ hai là thế giới của nước. Và cái nhìn thứ ba là thế giới của biển. Cái nhìn thứ nhất, thế giới của sống đó, thì chúng ta ra ngoài biển, chúng ta ngồi, chúng ta sẽ thấy đó là thế giới của nhân quả khác thời. Chúng ta đang sống à? Chúng ta quá khứ, chúng ta trong nhiều kiếp trước ta tạo cái nhân, bây giờ cái quả phải hưởng. Thì chúng ta muốn cái hưởng, có quả nào hưởng, chúng ta phải chuyển nghiệp, cải sửa. Thì bây giờ mấy ông đấy là đang cải sửa đấy. Đó là giữ năm, không năm điều ác, làm năm điều lành, để chuyển cái nghiệp lại. Rồi trong hiện tại mình đừng có tạo nghiệp xấu nữa, thì tương lai mình sẽ hưởng cái quả tốt. Nhưng mà cái đó là có trước Phật Thích Ca Ngài không đồng ý. Bỏ cái cõi này để sanh về cõi trời sung sướng, rồi chìm đắm trong đó hết thước và luân hồi nữa, thì Ngài mới đưa về cái cõi Phật. Mà cõi Phật thì mấy ông bà phải về cõi trời mới về cõi Phật được. Còn ác quá, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, mà còn không ăn chay, còn không thuộc lòng nhớ, còn làm sao về cực lạc. Cái tâm tôi là tha thiết muốn mỗi người đều về hết. Mà cái pháp môn tịnh độ là thù thắng nhất trong cái thời mạt pháp này. Đức Phật Thích Ca vì cái lòng từ bi mà đã nói ra pháp môn này. Bây giờ tôi hiểu được rồi, chính tôi còn chưa chắc là đắc thánh quả được, vì tôi cũng phải qua tịnh độ thôi. Tôi nói là tôi coi thường tịnh độ lắm, vì nó giống nó mê tín. Nhưng mà khi hiểu được cái thế giới sát na rồi thì thấy nó rõ ràng như thấy chỉ trên bàn tay. Cái dự xuống cái gì? Thế giới sát na, thế giới chu kỳ của sống đó là có nhận thức và đối tượng nhận thức. Có tôi thấy và có cái bông để bị thấy. Có tôi thấy và có cái máy quay phim được thấy. Có tôi thấy và có quý vị làm cái đối tượng cho tôi thấy. Có tôi thấy và có cái quạt máy làm đối tượng cho tôi thấy. Thì đó là thế giới của sống, thế giới của luân hồi, sanh tử khổ. Nếu cái thấy tôi cao thượng thì cái hình tướng nó biến hóa. Vì thế hả? Mà thấy tôi đê tiện thì hình tướng nó thô tháo hơn. Thì hôm trước tôi có giảng rồi. Còn cái nhìn thứ hai đó là cái thấy không cần đối tượng. Tôi cũng đã có giảng rồi. Cái gì tôi thấy cái bông đây thì có cái tư tưởng thấy và cái bông được thấy. Còn bây giờ qua thế giới sát na thì tôi biết rằng có cái tư tưởng thấy và cái bông được thấy. Mà cái biết này không có thấy, không có không thấy, thì tư tưởng sao nó thấy y hệt vậy. Nó biết rằng tư tưởng đang biết cái bông, nhưng nó chỉ là cái biết, nó không phải là tư tưởng, mà nó không khác với tư tưởng. Cũng như cái máy chụp hình, nó chụp hết cái hình ảnh của tư tưởng và cái bông, nhưng mà nó chỉ là sự lặng lẽ thôi. Nó chỉ là cái nhận thức tuyệt đối không cần đối tượng. Nghĩa là có đối tượng nó cũng biết, mà không đối tượng nó cũng biết. Thì hôm trước tôi đã nói rồi. Thì cái này Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng rất rành. Thì đánh cái tiếng chuông thì A Nan nói có, không đánh A Nan nói không, Đức Phật khen. Đánh tiếng chuông Đức Phật hỏi có nghe không, A Nan nói nghe. Không đánh A Nan nói không nghe, rồi nói ông điên đảo. Thì chính cái nghe này đó là cái thế giới của sát na, thế giới tịnh độ. Có tiếng chuông thì tôi nghe, mà nghe có tiếng chuông, mà có không tiếng chuông thì tôi vẫn nghe. Thành ra nó không cần đối tượng. Có tiếng chuông nó vẫn nghe, mà không tiếng chuông nó vẫn nghe. Có cái bông tôi vẫn thấy, mà không cái bông tôi vẫn thấy. Thấy gì? Thấy không có cái bông nữa, chứ không phải là không thấy. Thì có tư tưởng biết đây là cái bông, thì tôi biết rằng có tư tưởng biết. Bây giờ không có tư tưởng, tôi cũng biết rằng không có tư tưởng.
Thành ra thế giới này là thế giới của nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, thế giới của nhị thánh. Thôi cái này để sao? Chúng ta có đó mới giảng sơ thôi, để quý vị biết. Cái nhìn thứ hai, đó là thế giới của dòng nước linh hồn. Quý vị chưa có đi vào có đó nổi đâu. Tôi đi là mấy chục năm rồi đó, mà tôi cũng thấy là giờ lờ mờ. Giữa nó, giữa tư tưởng nó khó phân biệt lắm. Tôi giờ về Bát Nhã, mấy vị mới tu đó, cái hoàn cảnh rất là quan trọng, nó quyết định cái vấn đề giải thoát của mình. Mà hoàn cảnh quan trọng nhất là cái gì? Gần bậc thiện trí thức và thầy sáng bạn lành. Mà thầy sáng ai hơn Phật Thích Ca? Chư Phật là sáng nhất. Rồi cuối cùng thế giới này Phật chết rồi, thì thế giới đen tối như là trời. Mặt trời đã lặn, không còn trăng sao. Thì chúng ta giờ đi sờ soạn mò mẫm đi tìm Niết Bàn, không bao giờ tìm thấy đâu. Thì phải đợi tới lực Di Lặc ra đời, mà còn tới gần 10.000 năm nữa, thì chúng ta thấy nó không ích lợi. Thôi giờ chi bằng giảng sanh số. Tôi mà về Cực Lạc rồi đó chừng 5-6 bữa là tôi Đắc La Hán. Về đó gặp Phật Di Đà rồi là nhập lưu. Quý vị cũng vậy. Còn nếu tinh tấn nữa thì có thể 5-3-4 bữa là Đắc La Hán. Còn giải đãi nữa thì nhập lưu biến lên nhất vãng lai bất lai. Còn thẳng tiến nữa đi tới quả Như Lai. Không bao giờ xa đọa nữa. Cái thù thắng như vậy mà quý vị coi thường quá. Tôi thì lầm tưởng tôi tường, sư cô nói không phải đâu. Quý vị đây người ta tha thiết lắm sư ơi, nhưng mà người ta ít nói, người ta chưa biết nói. Anh đó buộc lòng là tôi phải đến nữa. Cho tôi là tôi tính tôi không có đến, tôi bệnh nhiều quá à. Tôi ráng tôi đi thôi. Thì nói sư đến này kỳ tới này là trả bài nhiều lắm. Dù họ thuộc nhiều rất ít họ vẫn trả. Thì con có nói rồi, sư không có bắt quỳ hương, sư không có đánh đòn gì hết đâu. Thì trả thuộc không thuộc có trả. Tại vì sao mà tôi bắt buộc như vậy? Quý vị khi quý vị trả dầu đúng được 20% thì quý vị đã có sự suy gẫm trong đó rồi. Thì chủng tử Phật Pháp, chủng tử giảng sanh này nó lọt vào trong A Lại Gia quý vị, thì nó được quân tập rồi. Cái đó kêu quân tập và xông út vô trong linh hồn của mình, thì đủ ngày đủ tháng đủ duyên nó sẽ hiện hành. Tiểu quý vị giảng sanh, quý vị dạy dỗ tôi thì không có thì giờ, tôi không giảng kỹ được. Mình nói tôi làm khó quý vị, giữ nó ông sư này khó quá. Rồi sao quý vị mà có rủi ro mà giảng sanh, quý vị mới thấy cảm ơn tôi, vì mới thấy là cái lời nói sư khó, mà không có sư là mình không có chấm dứt luân hồi sanh tử được. Thành ra tôi bắt mỗi người phải trả, còn không là tôi không giảng nữa. Tôi tội nghiệp quý vị là lơ tơ mơ quá, đã muốn giảng sanh mà tới đây không chịu học bài. Mà khi học bài muốn trả bài quý vị không phải dễ mà trả đâu. Quý vị phải ôn tới ôn lui cho nó thuộc lòng trong ai đã ra. Còn quý vị ôn, tôi đã nói niệm Phật muốn giảng sanh thì cũng vậy đó. Quý vị niệm 1.000 câu thì 500 câu nhớ tới Phật, 500 câu nhớ tầm bậy không. Mà vô đó chủng tử ác nó diệt đi 300, còn có 200. Thì cái học bài này cũng vậy. Quý vị phải học 5 lần, 10 lần, 20 lần, 100 lần. Mà quý vị thì làm biết. Một, hai lần cái là thôi chán rồi. Thành ra tôi bắt buộc quý vị trả là quý vị phải học tới học lưu bài. Quý vị không ngờ rằng sau khi trả bài nó còn lại trong ái lại gia mình. 5 năm, 10 năm, 100 năm vẫn còn nằm trong đó. Quý vị nhớ hồi nhỏ quý vị làm cái gì ác tới bây giờ vẫn còn. Thì khi ngồi thiền thanh tịnh lại nó vẫn hiện ra. Nhỏ đi học trò, đi vô vườn hái ổi, hái người ta nó giờ vẫn còn như thường. Thì giảng sanh hay không là do cái đó, do cái quân tập điều điều qua. Một quân tập thì phải học bài, ôn bài. Thành đúng ra là tôi muốn giảng mà không có thì giờ. Thì bữa nay cô đó có nói là có hiểu Pháp là quan trọng hơn hết. Mà chánh Pháp thì đâu có nào bằng Pháp môn tịnh độ.
Thành ra biết vậy mà cố gắng, tôi cũng cố gắng đến đây để giảng. Cái tôi đến đây được cái gì cho tôi? Tôi nghe sư cô nói bây giờ người ta tha thiết lắm, ta nghe đĩa của sư rồi người ta gom về đây rất nhiều. Ở tại Trà Vinh tôi cũng nghe nhiều lần mà tôi còn nghe thêm nữa. Cũng quý vị mà không chịu nữa rồi làm sao? Thì thôi giờ chúng ta đi vào bài giảng. Thì cái thứ nhất là cái nhìn quế độ, tức là của chúng ta có nhận thức và có đối tượng nhận thức. Cái thứ hai là cái nhìn tịnh độ, có nhận thức mà không có đối tượng. Nghĩa là có đối tượng cũng được, không cũng được. Thì tôi nhìn cái bông thì tôi là nhận thức cái biết, còn cái bông là đối tượng của cái biết. Còn tôi biết tôi đang nhìn cái bông, tôi biết có tư tưởng nhìn và phân biệt cái bông, thì cái biết này không không phải là tư tưởng, không phải là cái bông, mà nó biết được tư tưởng, nó biết được cái bông, thì cái biết này là thế giới của tịnh độ. Quý vị đâu có nhận thấy nó. Nó ở đâu? Nó ở khắp trong vũ trụ. Nó là chỗ sanh ra cái biết của tư tưởng và đối tượng của tư tưởng. Hai cái này nương vào nó để mà phát hiện. Mà muốn nhận được nó thì nương vào cái này nhận lại, nương vào tư tưởng để nhận lại. Còn tư tưởng và quỳnh bông này nương vào nó để mà duyên khởi ra. Coi chừng tôi dùng chữ duyên khởi với chữ nhận lại nhé. Duyên khởi là phải có nhân quả, quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn nhận lại là hiện tiền, không có nhân quả, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó là cái thế giới của nhập lưu nhất vãng lai, bất lai. Còn khi mà có cái nhìn toàn diện, bất động, thì đây là không có thời gian, không có không gian nữa. Nó là cái nhìn của A-la-hán. Niết bàn tịch tịch, kêu là nước. Tới đây là hết rồi đó. Đây là con đường giải thoát của chúng ta. Từ nay gánh nặng được đặt xuống, việc cần làm đã làm xong. Không còn trở lui lại tam giới nữa. Nhưng mà Đức Phật không dừng ở chỗ đó. Đây là quá thành dụ trong Kinh Pháp Hoa. Phải phát Bồ Đề Tâm đi giáo hóa nữa. Thì đó là biển. Thành ra quý vị xuống với biển, quý vị nhìn cái nước biển. Khi cái nước biển nó lặn lờ, nó chảy như vậy. Đó là thế giới của nhập lưu, nhất lai, bất lai. Thế giới của dòng nước biển. Nhớ tôi dùng cái dòng nước biển. Tức là đứng lặng mà chuyển biến. Rồi khi có gió bắc phong nổi lên, thì cái dòng nước này biến thành sóng. Thì sóng là thế giới ta bà, thế giới quế độ của chúng ta. Có tướng, có hình, có nhận thức, có đối tượng nhận thức. Có luân hồi sanh tử, có tám khổ, có vô lượng khổ. Thì cái sóng này nương vào cái dòng nước để mà duyên khởi. Còn muốn nhận lại dòng nước thì nương vào sóng này nhận lại, không có duyên khởi. Đó là cái thế giới của sát na, không có pháp môn, không có nhận thức đối với đối tượng nhận thức, không có tu kỳ, không có bổn sư, do mình tự ngộ. Còn cái thế giới thứ ba là của A-la-hán, là khi được cái nhìn toàn diện rồi đó, thì cái dòng nước này nó chảy một cách thần tốc, nó đứng lặng, bất biến. Thế giới này phi không gian, phi thời gian. Thành ra thế giới của quế độ là thế giới không gian, thời gian tương ưng. Mà tôi đã nói thời gian đó là nhận thức vô thường, không gian là đối tượng nhận thức vô ngã. Hôm trước tôi có giảng rồi. Quý vị nghe tới nghe lui rồi mới thấy là cái hay. Mà làm sao mà trong một hai tiếng mà tôi giảng hết được. Không thể nào hết được. Đó, thì đó là cái thứ nhất. Có không gian, có thời gian. Còn thế giới của dòng nước là chỉ có thời gian tuyệt đối. Không gian đã bị quá giải vào thời gian, có nhận thức mà không cần đối tượng. Có cũng được, không cũng được. Còn thế giới A-la-hán là thế giới phi không gian, phi thời gian. Chỉ còn sự yên lặng của niết bàn tịch tịch.
Đây là chỗ trở về rốt ráo của tất cả vạn vật chúng sanh và các pháp. Thường trong kinh kêu là chân không. Rồi thế giới của biển là chân không diệu hữu. Từ cái biển đó, từ cái nước bất động đó mới ra tùy thuận với dòng nước, tùy thuận với sông. Nhưng mà vẫn ở cái dòng, cái nước bất động. Thì nay là thế giới của Như Lai. Thành ra quý vị ra ngoài biển, quý vị ngồi nhìn, quý vị thấy cái nước đang trôi yên lặng, nhìn nó bỗng nhiên có gió thổi, gió bát phong tham sân si, thì nó nổi lên những lượng sóng, sóng ác, sóng thô, đó là bốn đường ác. Sống tốt là sống thiện, đó là bốn đường thiện, cũng là sống tới. Sống trâu, bò, heo, chó, địa ngục, ngạ quỷ là sống ác. Sống người, trời, dục giới, sắc giới, vô sắc là sống thiện. Thì chúng ta cải sửa từ ác cho tới thiện là thế giới của chúng ta. Nếu mà không thành người trời thì không qua cái nhận được cái dòng nước. Mặc dầu là bốn đường ác vẫn có Phật tánh, nhưng mà không nhận được. Thành ra bây giờ quý vị đang cải sửa. Nhưng mà cải sửa hoài cho tới mà cõi trời phi vi tưởng thì vẫn là cải sửa. Chỉ cần cải sửa tới nhị thiền là từ đây quý vị có đủ khả năng để nhận lại cái dòng nước. Mà không đủ khả năng nữa thì quý vị nhờ Phật A-di-đà đem mình, tiếp dẫn mình về thế giới cực lạc. Cái hoàn cảnh rất thuận tiện, vậy đó quý vị sẽ nhận lại. Nhờ nương vào Phật lực A-di-đà sẽ nhận lại cái dòng nước, quý vị sẽ chấm dứt luân hồi sinh tử khổ. Còn nơi đây tự lực mà nhận được cái đó thì có nhập lưu nhất lai thì quý vị không làm nổi. Do đó mà tôi phải cực khổ, tôi xuống đây tôi giảng. Tôi giảng quý vị phải thực hành. Chứ nghe lỗ tai này qua lỗ tai khác thì cũng như không. Mà thực hành thì quý vị muốn giữ giới, quý vị phải thuộc giới. Thì phải trả giới thôi. Nếu thì nói tóm lại là chúng ta có bốn cách nhìn. Cách nhìn của sống, cách nhìn của dòng nước, cách nhìn của nước là A-la-hán, và cách nhìn của biển là của Bồ-Tát Như Lai. Tôi hỏi quý vị, chứ quý vị ra ngoài đó, quý vị thấy sống là của người trời và có bốn đường ác, như cái dòng nước là nhập lưu nhất lai bất lai, thì sống với dòng nước là một hay là hai? Vì không chịu nhận thức, không chịu bảo dạng nói. Nói trật thì thôi, tôi có làm gì đâu. Nhưng mà khi nói, quý vị có một sự suy nghĩ. Chính cái sự suy nghĩ này là ý nghiệp. Thì nó sẽ lọt vào trong ai lại giao quý vị. Còn quý vị nín thinh hoài là quý vị con không có chung quân tập chúng tử nhiều quá, làm biến. Tôi nói làm biến chỗ đó. Còn quý vị nói ra trúng trật, ích lợi cho quý vị, ích lợi cho tôi. Rồi cho quý vị quân tập chúng tử trong đó. Còn tôi nghe nói, cái tôi biết cái trình độ liền. Cái nín tin tôi làm sao biết trình độ quý vị? Quý vị nói cái tôi bắt được cái lời nói, tôi biết là cái ai lại gia cô này kém, hay là ai lại gia cô này giỏi. Do đó tôi giảng nó cao hơn hoặc thấp hơn. Thành ra tôi buộc lòng tôi hỏi là chỗ đó, hỏi mất thì giờ. Mất thì giờ tôi, mất thì giờ quý vị. Nó ít lợi chứ quý vị, là quý vị muốn trả lời, quý vị phải suy nghĩ. Không phải nín thinh mà cứ đưa lên rồi thôi. Nín thinh là quý vị không chịu làm việc gì hết. Thì quý vị ai lại ra trống trơn à? Học bao nhiêu mà không có vô cái gì hết. Trước khi muốn nói là quý vị phải suy nghĩ. Cái miệng này nói là do cái ý nghiệp nó sai. Phải vậy không? Ý nghiệp là tư tưởng quý vị, mà tư tưởng quý vị có môn tập thì nó mới hiện hành được. Thì quý vị có cái số vốn trong ai lại ra. Tôi nghe cái đó tôi bắt được cái lời nói, tôi biết cô này là Phật tử này giỏi hay dở. Nếu thấp quá tôi giảng thấp, còn tôi thấy hiểu khá tôi giảng cao hơn. Ích lợi cả hai hết. Mà không chịu làm việc gì cứ như vậy rồi làm sao mà tiến quá. Thì học để làm cái gì? Không ích lợi quý vị, không ích lợi tôi, có mất thì giờ thôi. Thì tôi cứ đi về xuống đó. Có lợi giảng làm cái gì nữa?
Chứ phải hiểu là cái tâm tha thiết của tôi. Tôi biết rằng quý vị còn kém cái gì, cứ ngại. Mà ngại cái gì bây giờ? Mình đừng có sợ là người ta cười mình. Chúng ta rất là sợ dư luận, cái đó là cái sai lầm rất lớn. Mình làm cái gì mà sợ dư luận chế cười mình, mà mình không sợ mình? Ai là người đáng sợ nhất quý vị biết không? Ông Phật đáng sợ phải không? Sợ ông Phật không? Ai sợ ông Phật đưa tay lên à? Vì ai mới đáng sợ nhất? Dư luận đáng sợ nhất phải không? Chính mình mới đáng sợ. Ai làm cho mình thành Phật? Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Quan Âm. Không ai làm mà thành Phật được. Quý vị đưa sát sanh trộm cắp tà dâm đi, rồi bây giờ bị bắt, ai cứu quý vị? Công an nó cứu, phải không? Chỉ có mình cứu mình thôi. Công an nó bắt mình là tại mình phạm tội. Nếu mình không sát sanh trộm cắp tà dâm là ai đụng tới mình được? Chính giới lực cứu mình. Thì từ nay mà ăn năn sám hối mình không làm, mà phải làm các điều lành. Người ta cảm ơn mình thì mình vừa cảm thấy sung sướng hạnh phúc, mà người nhận cũng cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Quý vị ăn cắp chiếc xe Honda của người ta, ví dụ con người đó khi có một số tiền mua được cái Honda mới, vô đây nghe pháp rồi ra cái xe Honda không cánh mà bay mất, thì người có Honda khổ không? Khổ. Có nhiều người tự giận. Còn mình lấy mình yên tâm không? Lỡ công an nó bắt, thành ra người mất khổ, người lấy cũng khổ, cả hai đều khổ hết. Phải vậy không? Mà công an nó bắt được một cái là mình chết nữa, ở tù. Còn bây giờ nếu mình không lấy mà mình cho người ta nữa, ăn người ta thiếu cơm ăn áo mặc, mình đi quỷ lạo bố thí, cho người ta 1 500, 1 ngàn, 1 triệu, thì người ta được gạo, người ta ăn, người ta cảm thấy hạnh phúc, sung sướng. Mình cảm thấy hạnh phúc không? À, hạnh phúc, người ta cầm hạnh phúc mà nó phúc, cả hai đều hạnh phúc, cả hai đều sung sướng hết. Phải vậy không? Thành ra phải giữ giới không? Mà giữ giới vừa có lợi người ta, vừa có lợi cho mình. Chẳng những không sát sanh, không hại người ta rồi, mà còn phải bố thí, phải là phóng sanh thêm, làm ích lợi cho chúng sanh, chúng sanh cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy hạnh phúc, cả hai hạnh phúc hết. Và tôi muốn đến đây là để đem quý vị tới cái chỗ đó. Từ nay sống về cái linh hồn, đừng sống về thế xác. Nhưng mà không sống được đâu, thì thôi sống về thể xác, rồi nhờ Phật Di Đà tiếp dẫn về đó. Từ cái hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi rồi, mình sẽ nhận cái Phật tánh đó. Cái linh hồn là chỉ nhận lại thôi, chứ quý vị không thể tu mà đi đến linh hồn được, vì nó không phải là thế giới của điều kiện, nó không phải là thế giới của nhân quả khác thời, mà nó là thế giới của sát na. Hồi quý vị mới sanh 4 tuổi thì cũng linh hồn đó thôi, một khi quý vị cho 30-40 tuổi thì cũng linh hồn đó thôi, rồi khi quý vị già chết rồi cái linh hồn cũng linh hồn đó thôi. Vì thế xác thay đổi, nhưng mà coi chừng nha, trong linh hồn nó có những chủng tử. Cái này là sâu quá, nhiều hơn thôi. Tôi nói vậy là tại sao nó đầu thai, nó có những cái chủng tử thiện ác nằm trong đó, do cái kiếp hiện tại mình đã tạo với nhiều kiếp trước, nhưng mà dưới hình thức năng lực. Cái này thì ai có học lớp 12 mới hiểu nổi, còn không khó hiểu. Cái định luật Einstein E bằng MC bình phương, tức là vật chất có biểu biến thành tinh thần có thể biến thành vật chất. Mà quý vị học trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, có nói tới rõ. Nhã Tâm Kinh có một câu quan trọng nhất là bao gồm hết toàn bộ Phật giáo, đó là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không thức thì sắc.
Họ tưởng hành thức diệt phục như thế là xác không khác gì chân không, tức là linh hồn chẳng khác gì với thể xác, thể xác chẳng khác gì với linh hồn. Thể xác tức là linh hồn, linh hồn tức là thể xác. Khi cái linh hồn nó sao động rồi thì trong linh hồn nó có những cái giọt nước âm dương, thì đạo Phật kêu là chủng tử thiện ác, khoa học kêu là điện tử âm dương. Mà khi nó vào trong dòng nước rồi thì nó biến thành dòng nước, nhưng mà nó còn cái mờ mờ đó. Mà đạo Phật kêu danh từ rất hay là không sáng, tức là vô minh. Rồi khi cái dòng nước nó sao động, tức là có gió bắc phong thổi lên nữa, thì những cái giọt nước nào mới kết tụ thành ra những cái lượng sống. Thì giọt nước nằm ngay trong dòng nước, những giọt nước này kết tụ thành ra những cái lượng sống, thì tức là linh hồn biến thành ra vật chất, lượng sống là vật chất. Như vậy thì cái lượng sống chẳng khác gì với dòng nước chẳng khác gì với lượng sống. Dòng nước linh hồn chẳng khác gì với cái lượng sống thể xác, lượng sống thể xác chẳng khác gì dòng nước linh hồn. Dòng nước linh hồn tức là lượng sống thể xác, lượng sống thể xác tức là dòng nước linh hồn. Hiểu kịp không? Mà nó nhiều cái danh từ, nó đổi danh từ chúng ta không biết. Thì đó là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Như vậy thể xác chúng ta với linh hồn không phải một mà chẳng phải hai. Thể xác tức là chẳng khác gì linh hồn, linh hồn chẳng khác gì thể xác, linh hồn tức là thể xác tức là linh hồn. Nhưng mà nói một là sai, nói hai là trật. Thể xác chẳng khác gì linh hồn, chúng ta tưởng là hai. Mới thêm một câu, thể xác tức là linh hồn tức thể xác, chúng ta tưởng là một. Thành ra mấy hai câu nó dính liền nhau để bổ túc cho nó. Không phải một mà không phải hai, mà cũng là một mà cũng là hai. Quý vị phải ngồi thiền nghiền ngẫm rồi quý vị mới đi sâu vào đạo Phật. Thành ra tôi bắt buộc quý vị phải trả bài cho thuộc lòng, rồi quý vị ngồi thiền ít nhất là 2 tiếng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, càng nhiều càng tốt. Ngồi luôn cả 12 tiếng, cả một tuần lễ càng tốt nữa, thì quý vị sẽ thấy rõ cái linh hồn đó, thì quý vị mới giải thoát được. Thì là cái học bài là mới cái giai đoạn đầu thôi, mẫu giáo thôi, rồi phải còn đi sâu vào thiền định để chiêm nghiệm nữa, để nghiền ngẫm nữa. Giai đoạn trả bài đầu là giai đoạn con trâu nó ăn cỏ. Biết con trâu ăn cỏ không? Bằng ngày nó ăn rôm, ăn cỏ, nó bỏ vô trong cái bọc. Thành thịt xương da chưa? Chưa đâu. Tối nó mới ọc ra, nó nhơi. Chúng ta kêu là nghiền ngẫm là nó nhơi lại. Nó nghiền ngẫm cái rôm cỏ này, bây giờ mới thành thịt xương da của nó. Thì cái này kêu là cái thiền định. Tôi còn chưa giảng qua thiền định đâu, mới giảng cái giới là quý vị đã ra trời rồi. Mà quý vị không thuộc giới làm sao qua thiền định được. Giới là sắc thân, thiền định là cái tâm. Thân nghiệp, khẩu nghiệp mới qua ý nghiệp được. Mà thân nghiệp, khẩu nghiệp không nên thân rồi làm sao qua ý nghiệp được. Mà mới nói tới để trả bài một cái là linh thinh ở trường, bữa nay mới bắt đầu rồi sao động một chút. Cái gì làm biến quá trời, thành ra buộc lòng tôi phải làm khó. Cái gì phải thông cảm tôi làm khó được, ích lợi cho tôi, ích lợi cho quý vị, ích lợi cho cái sự tôi. Tôi biết trình độ quý vị, bây giờ hỏi trả lời tôi không biết quý vị là cái hiểu biết như thế nào. Có người trả lời đúng, có người trả lời sai. Mà trả lời đúng là giải thích, không giải thích nổi. Như cô gì đó rồi có trả lời, có giải thích được. Mà phải nói tại sao một, tại sao hai, cho người ta hiểu. Cái Bát Nhã Tâm Kinh đó là ít ai hiểu được. Quý vị đọc hàng ngày mà. Hãy ngồi thiền xong tụng kinh xong là tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Nó có 249 chữ vậy đó. Mà gồm hết tất cả Phật giáo. Mà trong đó chỉ có 2 câu đó là quan trọng nhất.
sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức dị không, không tức dị sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như vậy cũng như vậy thôi. Mà tôi giải thích ra nó rộng tùm lum. Nhau linh hồn chẳng phải thể xác chẳng phải linh hồn. Thể xác tức là linh hồn tức là thể xác. Còn qua khoa học mình có thể giảng khác nữa. Hiện tượng chẳng khác gì bản thể chẳng khác gì hiện tượng. Hiện tượng tức là bản thể tức là hiện tượng. Hay nói cách khác, năng lực tức là vật chất tức là năng lực. Vật chất chẳng khác gì năng lượng chẳng khác gì vật chất. Chẳng khác gì MC bình phương chẳng khác gì. Thì chúng ta thấy nó giải thích hết tất cả. Khoa học bây giờ chấp nhận đạo Phật bây giờ càng ngày càng sáng tỏ thêm. Nếu không có khoa học thì mình làm sao mà hiểu được đạo Phật? Tại nó hồi xưa mấy vị thiền sư, pháp sư giỏi là giảng đạo Phật không được. Không phải là các ngài không biết giảng. Nhưng mà trình độ người dân ở đó quá kém. Mà trình độ quý vị bây giờ lớp 12 không? Nói về định lực mà Einstein được lực tương đối, mẹ mà xem xưa mấy giờ học hết. Quý vị mới thấy dễ. Như bây giờ cái điện nó đem qua quạt máy. Thì tôi nói quạt máy chẳng khác gì với điện. Điện chẳng khác gì quạt máy, hay là quạt máy ánh sáng, hay là bóng đèn, hay là bàn ủi máy lạnh, chẳng khác gì với điện. Điện chẳng khác gì với bàn ủi quạt máy hiện tượng. Thì nếu không có dòng điện làm sao có ánh sáng bóng đèn? Mà ánh sáng bóng đèn không phải là dòng điện. Dòng điện là cái bản thể, là cái dòng luyện linh hồn của chúng ta. Còn tất cả quạt máy hiện tượng đó là sắc thọ tưởng hành thức. Hai cái không phải một mà không phải hai. Bây giờ thì cái câu nãy cũng quan trọng đó, là hết giờ chúng ta phải giảng sanh. Vậy thì lấy cái gì làm cái điều kiện để giảng sanh? Thì sẵn còn chút xíu tôi giảng luôn, nhưng mà không được rõ lắm vì thời giờ nó hết rồi. Đó là ba điều bữa đó tôi có giảng rồi, là giới, định và tuệ. Nhưng tinh độ thì kêu danh từ hơi khác. Giới là hành, định là rồi hôm tôi giảng vậy nào quên rồi. Định là tính và huệ là nguyện, là hành tính nguyện. Hành là thực hành pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật bốn chữ hoặc sáu chữ. Mà muốn niệm bốn chữ sáu chữ cho được rành rõ, tương ưng chí tiết và nhiếp tâm thì phải giữ giới. Cái giới đầu tiên để giúp cho chúng ta được niệm Phật rành rõ, tương ưng chí tiết và nhiếp tâm. Rành rõ là niệm rành, là không có nhảy chữ. Rõ là không có lúc lớn lúc nhỏ. Ví dụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà Nam Mô A Phật đó là không rành, Nam Mô Đà Phật là không rành. Tức là cái tâm mình nó tán loạn. Mà tán loạn là do đâu? Do không giữ giới. Thì là cái giới rất quan trọng trong cái lúc hành. Thành ra giới tức là hành. Rồi rõ là sao? Niệm lúc lớn lúc nhỏ. Nam Mô A, cứ nhớ tới con, nhớ tới tiền bạc. Di Đà Phật. Lướng cái đầu voi ở đuôi chuột. Thì tức là cái tâm tán loạn. Mới có Nam Mô A, cái thì quên không biết mà niệm tới đâu. Thì cái Di Đà Phật nhỏ xíu. Là cái tâm lúc nghĩ về, lúc nghĩ khác. Là do không giữ giới. Thành cái giới rất quan trọng, niệm được đàng hoàng. Là do giữ giới thì được rành rõ. Cái thứ hai là tương ưng. Tương ưng là tâm ở đâu thì câu niệm Phật ở đó. Câu niệm Phật ở đâu thì tâm ở đó. Tôi niệm Phật mà tôi nhớ tới con, nhớ tới tiền bạc thì đó là không tương ưng. Ưng là ăn chịu.
tương là cùng cùng ăn, chịu ăn khốt với nhau. Thế tôi niệm Phật là tôi nhớ Phật, không nhớ cái gì khác hết, thì đó gọi là tương ưng. Có ai gì đạo Phật thì cái tâm tôi nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật, nghĩ tới Phật thì cái miệng niệm Phật. Còn cái niệm miệng cứ ai di đà hoài mà nhớ tiền nhớ bạc, cái thân một chỗ mà cái tâm một chỗ thì không được. Thì nhờ giữ giới cho nên mới được tương ưng. Cái thứ ba là nhiếp tâm. Nhiếp là kéo lại, cái ta phóng đi rồi mình phải kéo lại. Nhưng mà có hai cách kéo. Một cách kéo là coi cái câu niệm Phật phóng tâm là kẻ thù, thì cái này không nên. Cái thứ hai là coi cái phóng tâm chỉ là bạn lữ thôi. À, phóng tâm chào mi, à, kéo lại, vui vẻ mà kéo lại. Thì cái vui vẻ làm cho cái tâm mình hân hoan, thì lần lần cái phóng tâm nó biến mất. Thành ra thấy người bạn xấu mình chống lại thành kẻ thù. Thấy người bạn xấu mà mình đừng dính mắt, mình vuốt ve, đừng có nói lời thô tục, đừng có chống cự với nó, thì trước sau thì cũng êm. Thành ra cái tạp niệm là cái bạn xấu, mà nhất niệm là cái bạn tốt. Thành ra mình đối với cái tạp niệm đừng có giận nó, mà nó cũng vẫn là tư tưởng của mình, nó nên nhớ ở chỗ đó. Thành ra nhiếp tâm là luôn luôn vui vẻ mà kéo cái tạp niệm trở về. Thành ra thứ nhất là rành rõ, thứ hai là tương ưng, thứ ba là nhiếp tâm, thứ tư là chí thiết. Chí thiết là niệm Phật với chí thành tha thiết, nghĩa là luôn luôn phải nhớ Phật, nghĩ Phật và xin phát nguyện giảng sanh chứ không còn muốn cái gì hết. Thì cái đó kêu là chí thành tha thiết. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính, là định. À, tính đây là tin Phật, thì nó có bốn điều: tin sự, tin lý, tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả. Tin sự là gì? Là tin thế giới cực lạc là có mà không thật, do Phật A Di Đà biến hiện thôi. Nó có, thế giới nào cũng vậy, thế giới đó cũng có như vậy, mà là do huyễn hóa thôi. Tin lý là tất cả đều phát hiện từ chân tâm của A Di Đà, cũng là chân tâm của mình. Thì cái lý là cõi nào cũng vậy. Tin tự, tin tha là tự lực mình sẽ được nhất niệm. Mà A Di Đà nói ai nhất niệm mà phát nguyện thì Ngài tiếp dẫn. Thì cái tha lực phải có. Phật Thích Ca nói là phải có thôi. Thành ra mình làm sao nhất niệm phát nguyện thì giáng sanh thôi. Cái đó tự ta. Nhân quả là gieo nhân nào thì quả đó. Gieo nhân niệm Phật cầu giáng sanh thì cái cây nó sẽ ngã về hướng hướng cực lạc. Thành ra sáu cái tôi giảng sơ thôi thì giờ hết rồi. Tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả, tin tự, tin tha. Đó là ba cái tin, một cặp sáu điều. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái đó. Thành ra niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật cõi đếm là chưa có được nhất niệm. Nó phóng rồi phải nhiếp tâm kéo lại. Tới chừng nào mà tiếng niệm Phật với cái tâm nó tương ưng nhau, Nam Mô A Di Đà Phật, thì như tôi nói 1.000 câu thì có 500 câu nhớ Phật thôi, vô trong đó bị tiêu diệt hết 300, còn 200 bền bỉ. Bữa nay 200, mai 200, mốt 300, bữa kia 400, thì được 1.000, 10.000, lần lần nó lấn, thì nó tiêu diệt chủng tử ác lại, thì còn chủng tử niệm Phật. Khi nó đầy A Lại Da rồi thì trong linh hồn có tiếng niệm Phật tràn ra. Quý vị ngồi xuống mới niệm Phật là nghe trên không gian có tiếng niệm Phật. Thì không gian đó là niệm trong A Lại Da. Chúng ta có hai cách niệm Phật. Niệm Phật bằng tư tưởng là tác ý. Niệm Phật bằng linh hồn là không tác ý, hồn nhiên. Khi nó đầy rồi thì thức thứ sáu A Lại Da linh hồn tự nhiên nó tràn ra. Rồi tác ý tư tưởng
tống vô, rồi nó đầy rồi nó tràn ra ên. Thành ra giữa cái tư tưởng là thức thứ sáu và ai lại do là thức thứ tám, hai cái tương ưng nhau, hai cái là chúng ta kêu là hợp nhau, vững chặt lấy nhau. Thành ra chúng ta thường thường nó ai lại do là không có niệm mà hồn nhiên nó tống ra, còn tư tưởng là có tác ý cố gắng niệm để tống nó vô, rồi cái ai lại do hồn nhiên nó phóng ra. Thành ra chúng ta có hai cách niệm Phật, niệm Phật bằng tư tưởng chúng ta biết được, còn ai lại do chúng ta không biết được. Nó thuộc về thức thứ tám, năng lực ở trong thức thứ tám. Bây giờ muốn niệm Phật ngồi xuống là nghe tiếng niệm Phật trên không gian, đó là trong ai lại do nó tràn ra. Rồi bây giờ tôi nghe rồi tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tôi tống nó vô mà nó đầy rồi nó tràn ra nữa, thì tống vô đó là niệm bằng thức thứ sáu, cái đó là cái tác ý của mình. Rồi hồn nhiên ở trong ai lại do linh hồn nó tràn ra, thì cái này là cái vô thức, chúng ta kêu là linh hồn nó niệm Phật, nó không có ý muốn, không có tác ý, chúng ta không chặn nó được, thì cái này mới kêu là nhất niệm. Nghĩa là nửa linh hồn với tư tưởng nó quấn khắn chặt với nhau, nó tương ứng với nhau, giữa thức thứ sáu và thức thứ tám nó kết chặt với nhau, thì cái này gọi là nhất niệm, chứ không phải niệm nhiều, không nhớ nhiều 6 tiếng, 8 tiếng, hay tiếng lớn, tiếng nhỏ không thành vấn đề, mà là khi nào linh hồn niệm Phật và tư tưởng niệm Phật hai cái xoắn tích lấy nhau thì đây gọi là nhất niệm. Bây giờ quý vị muốn nghĩ cái gì khác là không nghĩ được, chỉ có câu niệm Phật trong linh hồn tràn ra và tư tưởng nhớ nghĩ tưởng tống vô và nó tràn ra, rồi tư tưởng tống vô nó tràn ra, cứ quân tập vô rồi nó hiện hành ra, rồi quân tập vô nó hiện hành ra, thì tư tưởng là do mình cố ý niệm, còn linh hồn là hồn nhiên nó tràn ra, hai cái này sẽ xoắn tích lấy nhau. Thì bây giờ quý vị muốn nghĩ gì khác là nó không nghĩ được, thì cái này kêu là nhất niệm, thì quý vị sẽ sanh về cõi trời tự lực. Còn nếu nói A Di Đà ơi, con không muốn về cõi trời, con muốn về cõi Phật thôi, thì A Di Đà tiếp dẫn con. Ngài nói con nhất niệm chưa? Nói con nhất niệm rồi. Vì là con khỏi niệm vẫn có tiếng niệm Phật, A Di Đà tiếp dẫn 100 người, Ngài không bỏ sót người. Còn nếu mình tạp niệm, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 mới A Di Đà Phật 1, 2, 3 nó phóng rồi. Rồi trở lại A Di Đà Phật 1, 2, 3, 4, 5 nó phóng nữa rồi. Thì cái này hên xui, có thể giảng sanh, có thể không. Tại sao vậy? Quý vị biết cái giảng sanh là do cận tử nghiệp, hít vô không thở ra, nhớ tới Phật giảng sanh. Hít vô không thở ra, nhớ tiền bạc giảng sanh về ngạ quỷ. Hít vô không thở ra, nhớ tới con trở về làm con nó lại. Hít vô thở ra, nhớ tới nhậu trở về quán mấy gia đình nhậu. Thành ra cái hơi thở cuối cùng quyết định cho vấn đề đầu thai của chúng ta. Mà nếu chúng ta lúc thì nhớ Phật, lúc đấy mà hãy nhớ Phật thì giảng sanh. Thành ra nó hên xui. Mà vấn đề giảng sanh là một vấn đề tối ưu quan trọng, không nên để hên xui. Mà Đức Phật rất là từ bi. Nếu mà tạp niệm các con vẫn giảng sanh như thường, giảng sanh một cách chắc chắn, thì phải nhờ ở đâu? Nhờ ban hộ niệm. Thì chúng ta biết rằng giảng sanh hay không là do cái tư tưởng, do cái nhớ nghĩ tưởng. Mà nhớ nghĩ tưởng của gần 50-70 ban hộ niệm tập trung vào năn nỉ mình giảng sanh, rồi chư thiên tiếp tục nữa, thì người này dầu tạp niệm cũng nhất niệm được, A-di-đà không bỏ được. Thành ra pháp môn tịnh độ rất là thù thắng, nhất niệm giảng sanh đã đành.
thì phải thêm phát nguyện nữa. Còn tạp niệm không giảng sanh, hên xui, mà muốn định nhất định giảng sanh phải nhờ Ban Hội Đêm, nhờ người khai thị. Thành ra trước khi chết mà người khai thị nói rồi, bà có niệm Phật không, bà nhớ Phật không, và nếu mỉm cười rồi tắt thở, thượng sanh. Còn gạt đầu mà tắt thở, trung sanh. Còn chớp mắt mà tắt thở, hạ sanh. Thì lúc đó thân mình không phải là thân mình nữa. Nếu mỉm cười là 3/4 cái hào quang Di Đà chiếu vào thân mình. Còn tư tưởng của mình nó có 1/4. Thành ra mình rất khỏe, khỏe hơn người sống. Thành ra mới mỉm cười được. Nó còn có niệm Phật, mỉm cười rồi tắt thở, thượng sanh. Còn mà hào quang Di Đà chiếu có 2/4, tư tưởng mà 2/4 thì cái sức khỏe mình yếu, thì chỉ có thể gạt đầu. Còn nếu có định lực mình quá kém, A Di Đà có 1/4, mình cái tư tưởng tới 3/4, thì chỉ bị chớp mắt thôi. Còn mê man thì hên xui, nhớ cái gì thì chết lúc đó thì tùy theo. Thành ra người khai thị không có để người hấp hối mê man, phải kêu gọi. Bà ơi, bà có niệm Phật không? Cô ơi, có niệm Phật không? Cho con biết, lắc lắc. Phải mê là lắc cho tỉnh. Mà cái người mê đó thì đang, bây giờ chúng ta cũng đang mê. Ngồi đây với cái linh hồn nó nghĩ tùm lum. Chứ ít khi mà ngồi đây mà nhớ ở đây, rồi hồi nó phóng nữa, kéo nó về. Thì người chết vậy linh hồn nó trôi chảy. Mà là khi mà chết một cái tắt thở rồi, thì tùy theo cái cận tử nghiệp cuối cùng chúng ta theo đó giảng sanh. Thành ra đừng để người hấp hối mê, kêu tỉnh hoài. Mà tỉnh mà nhớ Phật, nghĩ Phật thì giảng sanh chắc chắn. Thành ra Ban Hội Niệm cứ niệm tiếp tục hoài. Thì cái tư tưởng Ban Hội Niệm nó rất quan trọng. Cũng như quý vị thấy có nhiều người bác sĩ chạy rồi, nói bà về đi 7 bữa nó chết, mà có thể 7 tháng không chết. Không ăn gì chứ uống nước không? Sống bằng cái gì quý vị biết không? Sống bằng cái tư tưởng của linh hồn. Tư tưởng con người nguy hiểm lắm. Thành ra Ban Hội Niệm muốn cho người này giảng sanh mà càng đông, tập trung càng nhiều, thì cái định lực này sẽ giúp cho người chết giảng sanh. Thành ra quý vị về làm sao mà liên lạc với cái chùa nào? Nếu không có thì quý vị họp nhau làm cái Ban Hội Niệm. Họp nhau niệm Phật, càng đông càng tốt. Và nhất là lúc hấp hối phải đến lên niệm. Niệm liên tục. Lúc hấp hối tới chết rồi, cho tới niệm 8 tiếng vô tới vô là thiêu. Đừng cho gián đoạn. Thì bảo đảm người chết sẽ giảng sanh chắc chắn. Thì tôi có cái ông ở Vĩnh Châu cũng vậy đó. Ông thỉnh tôi lại tôi khai thị lần thứ nhất. Ông nhức nhối, ông quên, ông có nhớ tới cái nhức. Ông quên tay. Tôi khai thị lần thứ hai, ông có nhức nhối được, ông nhớ Phật chút xíu, ông vừa tay nó nhức quá. Rồi tới lần thứ ba tôi kể công, tôi bỏ micro tôi đến ngồi bên ông. Bệnh ung thư mà, nó có mùi rồi. Cuối cùng ông nói con kính sư quá. Ôi trời, khỉnh tôi đi đâu có dễ, tôi không có đi. Nhưng mà bị đứa con nó có nói, nó có ấy quá, tôi buộc lòng phải đi. Ông nghe ông nói con kính sư, con nhất định nhất niệm, con chỉ nhớ tới Phật. Nói xong là ông chết. Mà tôi nói giờ có biết chết là sao đâu, nhỏ lớn không biết. Thì cô con gái tôi nói cô lợi cô coi nhắc ông niệm Phật. Thì cô nói ba con dừng vô mất rồi sư. Sư khai thị lần thứ ba là con thấy ba con tắt thở. Tôi nói sao cô hay quá vậy. Tôi lợi tôi đưa cái tay lỗ mũi thì thấy không còn hơi thở. Tôi bắt mạch nữa thì không có mạch ngực. Thì tôi nói với ông giảng sanh. Cuối cùng là tôi nói cô chết rồi đó. Cô để 8 tiếng. Vì 8 tiếng mới chết thiệt. Dây thần kinh nó chưa đứt. Rồi cô coi đó. Rồi cô cho niệm 8 tiếng hãy niệm. Mà bây giờ ông chết, ông tỉnh táo rồi đó. Khai thị lần thứ 3. Giờ Ban Hội Niệm đó niệm cho tới 8 tiếng niệm, vô là thiêu luôn. Trời ơi, niệm ở quê mà. Người ta rất là chân thật.
Ta niệm Phật từ đó cho tới ông 8 tiếng ngồi chấn còn niệm. Rồi tiếp tục 7-80 người. Tôi nói thôi chỉ cần 6 người với 8 người đủ rồi. Thay thế nhau chứ niệm liên tục cho tới đó chịu gì nói. Một người niệm chừng tiếng 2 tiếng rồi rút về. Cái băng khác vô. Cái 6 người hoài. Niệm tới vô là tiêu luôn. Chứ chừng tiêu 1,000+ hộp xá lỗi. Nhưng mà thấy nó quan trọng vậy. Như vậy một lần nữa heo, tôi nhắc với ông bà là cố gắng niệm Phật, heo, cố gắng ba hội niệm. Rồi chết rồi muốn coi đó thì có 3 điều kiện. Một là chết rồi, trước khi chết tỉnh táo, heo. Hai là 8 tiếng đồng hồ tay chân vẫn mềm, đó là hào quang A-di-đà chiếu vào sắc thân. 8 tiếng rồi mà để chừng 5 phút, 1 tiếng là tay chân cứng như khúc củi, là không giảng sanh. Còn 8 tiếng để 8 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng tay chân vẫn mềm ùi. Và sát thân này có hào quang A Di Đà chiếu vỡ, tức là Ngài đã tiếp dẫn giảng sanh. Rồi rờ suốt châu thân, cái này rờ được bảo được thôi. Hai cái này là bảo đảm giảng sanh rồi đó. Thì trên đỉnh này đó là bậc thánh nhân. Cái trán đó thì giảng sanh về cõi trời vô sắc. Nhưng nếu mà giảng sanh đó thì về hạ phẩm thượng sanh. Cái mặt về hạ phẩm trung sanh, cái ngực là hạ phẩm hạ sanh. Còn cái bụng là ngạ quỷ, cái chân là súc sanh, cái bàn chân là địa ngục hết. Thì ba cái này đi thiêu có xá lợi. Thì mấy ông mới bà để ý cái chỗ đó. Thì trước khi dứt lời lần nữa, tôi nhắc lại cái mục đích của Đức Phật là muốn mấy bà, mấy cô, mấy ông, mấy bà thành Như Lai. Thì nếu giảng sanh 100 người thành Như Lai, dầu hạ phẩm hạ sanh cũng được, trung sanh thượng sanh cũng được, dầu trung phẩm ở trên đỉnh đầu cũng được, miễn giảng sanh là quý. Và giảng sanh thì chỉ có lúc còn sống giữ 5 giới cho kỹ, cố gắng niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, bảo đảm. Mà phải nhớ phát nguyện, nhất niệm phát nguyện. Còn không được phải nhờ ban hội niệm. Nhất là người khai thị. Thành ra mình sống ở đâu có hoàn cảnh phải có ban hội niệm. Thì đó là điều kiện thù thắng nhất để giúp mình giảng sanh về siêu cực lạc. Nhớ heo, nhất niệm mà phải phát nguyện. Thì đó là đầy đủ tính hành và nguyện. Giữ giới ăn ít nhất 10 ngày chay. Còn ai ăn chay trường thì quý nhất. Không? Như vậy là bảo đảm giảng sanh. Đó là cái bài giảng hôm nay của tôi. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng cầu chúc với ông quý bà tất cả đều giảng sanh về siêu cực lạc. Và tôi ở đó tôi đợi. Không? Nếu mà tôi về thấy mặt mấy ông bà là mấy ông bà rất là kính tôi. Còn không có mặt là bất kính. Chịu không? Bất kính thì tôi trở lại cõi ta bà này, tôi nắm đầu tôi nhận xuống sình. Không? Thì nói rồi, nó có miệng nói kính kính mà không dẫn sanh là bất kính. Không? Cung kính là để dâng lời là thực hành theo. Thực hành là gì cực lạc, đó là dâng lời, đó là cung kính. Còn có miệng nói cung kính mà không dẫn sanh là lòng biếng. Không có niệm Phật, không có ăn chay gì hết. Chịu không? Bây giờ thấy mặt tôi ha, về đó tôi kiếm à. Người nào cũng về đó hết. Chỉ 3 điều kiện là tính, hành, nguyện. Giữ giới kỹ, ăn chay. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật. Phát nguyện giảng sanh. Còn tạp niệm nhờ thêm ban hội niệm. Và khi chết rồi có xá lợi, đó là giảng sanh. Vậy trước khi dứt lời một lần nữa, cầu chúc cho Pháp hội chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo.